MU nổ bom tấn mua tiền đạo 100 triệu euro. MU chính thức đổi chủ mới là tỷ phú Qatar. Harry Maguire chính thức chia tay Manchester United. Garnacho báo tin cực xấu cho người hâm mộ. MU nổ bom tấn mua tiền đạo 100 triệu euro. Tạp chí 442 đưa tin MU đang tiến hành đàm phán để chiêu mộ tiền đạo Gonçalo Ramos của Benfica trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023. Việc chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo hồi tháng 11 năm 2022 khiến MU phải tìm một chân sút thay thế. Khi đó, đội chủ sân Old Trafford đã quyết định mượn Woodhouse từ Burnley. Tuy nhiên, tính đến nay, sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường, Woodhouse mới chỉ có vỏn vẹn 2 bàn thắng và chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Gần như chắc chắn, MU sẽ không giữ lại Woodhouse sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc. Bởi vậy, huấn luyện viên Ten Hag đã bắt đầu lên kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp để cùng sát cánh và san sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Marcus Rashford ở mùa giải năm sau. Theo báo chí Anh đưa tin, một vài cái tên trong tầm ngắm của vị huấn luyện viên người Hà Lan bao gồm Harry Kane của Tottenham, Victor Osimhen Napoli, Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach hay Benjamin Sesko của Red Bull Salzburg. Trong khi đó, tờ 442 lại tiết lộ rằng huấn luyện viên Ten Hag đang dành rất nhiều sự quan tâm tới tiền đạo Gonçalo Ramos của Benfica. Ở World Cup 2022, đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu không thành công nhưng Ramos đã để lại ấn tượng với một cú hat-trick tại vòng 1/8. Ở cấp độ câu lạc bộ, phong độ của Ramos mùa giải này cũng cực kỳ chói sáng khi anh có 23 pha lập công và 9 được kiến tạo thành bàn sau 35 lần ra sân cho Benfica trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Champions League, tiền đạo Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn và 3 đường kiến tạo qua 8 trận. Với chiều cao khá lý tưởng 1m85, khả năng không chiến của Ramos được đánh giá tốt. Ngoài ra, cầu thủ 21 tuổi cũng gây ấn tượng nhờ lối chơi tốc độ, can lướt, chọn vị trí và khả năng dứt điểm chuẩn xác gọn gàng. Hợp đồng giữa Ramos với Benfica có thời hạn tới tháng 6 năm 2026. Thế nhưng, đội chủ sân Estadio Dalus sẵn sàng bán viên ngọc của mình trong hè 2023 cho bất kỳ đội bóng nào đáp ứng được con số 100 triệu euro, tương đương 88,6 triệu bảng. Với MU, đây là mức chuyển nhượng không quá lớn. Mới đây, MU đã tiến hành đàm phán với siêu cỏ Jorge Mendes, người đại diện của Ramos, nhằm sớm đưa cầu thủ này về sân Old Trafford. MU chính thức đổi chủ mới là tỷ phú Qatar. Ông trùm Qatar mặc áo MU và cam kết đầu tư 1,5 tỷ bảng nếu mua lại Quỷ Đỏ. Trong lúc vụ MU được nhà Glazer giao bán chưa có bước đột phá mới, một trong những người mua tiềm năng của vụ này đã thể hiện sự hâm mộ cho đội bóng và thậm chí xuất hiện thông tin người này sẵn sàng đầu tư hơn 1,5 tỷ bảng để đội bóng tìm lại vinh quang tột đỉnh ở bóng đá Anh. Đó chính là Sir Jassim bin Hamad Al Thani, người đứng đầu tập đoàn Qatar Foundation. Bức ảnh ông Al Thani mặc một chiếc áo MU mùa giải này đứng cạnh nhà báo Mohamed Sis Al Kabi, một người có nhiều mối quan hệ với các siêu sao bóng đá châu Âu cũng như quen biết không ít các nhân vật tay to mặt lớn ở Qatar, đã được lan truyền trên mạng xã hội sau khi được đăng tải lên Twitter. Mới đây, người phát ngôn đại diện cho Qatar Foundation đã lên tiếng cho biết không xác minh được tính chân thực của bức ảnh và coi đây chỉ là một thông tin phi chính thức. Dù vậy, mới đây, Al Kabi đã cho biết ông Al Thani đang có những nỗ lực đáng kể nhằm chuẩn bị cho việc tiếp quản MU. Trong lúc ông và tỷ phú số 1 nước Anh Sir Jim Ratcliffe vẫn đang đua giá cả, Al Thani không chỉ đơn thuần là đang nói chuyện tiền với nhà Glazer mà còn đang xem xét sổ sách tài chính của câu lạc bộ cũng như tham gia vào các cuộc thuyết trình với kinh nghiệm quản lý đội bóng. Đề nghị của Al Thani là cực kỳ hấp dẫn, không chỉ mua lại MU từ nhà Glazer mà Qatar Foundation sẽ lập ra hẳn một tổ chức con riêng biệt để điều hành đội bóng, giống như Qatar Sports Investment điều hành Paris Saint-Germain. 1,5 tỷ bảng sẽ được bơm vào cho việc thiết lập tổ chức mới, trong đó tiền sẽ được phân bổ cho việc cải tạo sân Old Trafford, xây dựng một tổ hợp khách sạn, spa và trung tâm giải trí quanh sân. Thậm chí một phần đất quanh sân sẽ được cải tạo để làm phố đi bộ có sân vườn. Phần còn lại của số tiền sẽ dành cho MU chi trả lương cầu thủ và ban huấn luyện trong một mùa giải 2023-2024. Và khi trừ đi các khoản đó, huấn luyện viên Ten Hag và các cộng sự sẽ có ngân sách chuyển nhượng cho việc mua quân. CEO Richard Adnan, giám đốc bóng đá John Motov và giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher vẫn sẽ được tại vị và họ sẽ cùng Ten Hag tiếp tục việc tuyển mộ lực lượng như bình thường. Theo Al Kabi, Al Thani hy vọng việc điều hành MU sẽ giữ được sự ổn định nhiều nhất có thể thay vì gặp phải những biến động quá lớn giống như Chelsea sau khi đổi chủ vào mùa xuân năm ngoái. MU đang trên đà trở lại với những chiến thắng sau khi trải qua nhiều mùa giải không thành công thời hậu Sir Alex Ferguson nên một vụ đổi chủ có thể tạo ra những xáo trộn ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình đó. Harry Maguire chính thức chia tay Manchester United. Man United đang có ý định chiêu mộ Paul Torres của Villarreal để thay thế cho Maguire trong giai đoạn tới. Nguồn tin từ Sun Sport cho hay, Paris Saint-Germain đã đưa ra lời đề nghị 50 triệu bảng mua Maguire ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên thương vụ lại tạm hoãn. Đội bóng thủ đô Paris sẽ quay trở lại mùa hè tới để chiêu mộ trung vệ người Anh khi Maguire đang bị thất sủng ở MU và đang nằm trong kế hoạch thanh lý của đội bóng này. Lãnh đạo Paris Saint-Germain sẵn sàng đáp ứng mức lương gần 200.000 bảng trên tuần của Maguire và được giới chủ Qatar rất ủng hộ. Bước sang tuổi 30, Harry Maguire còn thời hạn 2 năm hợp đồng với MU và cũng đang muốn có bến đỗ mới để thoát cảnh thất sủng
đồng thời thử thách tài năng của bản thân. Theo tờ Daily Mail của Anh, Inter Milan cũng đang dành sự quan tâm tới Harry Maguire, trung vệ Manchester United. Đội chủ sân giúp Sepse Mezea muốn mượn Maguire cho đến hết mùa trước khi xem xét mua đất vào một thời điểm thích hợp. Inter Milan sẵn sàng chi trả mức lương tương đương với những gì cầu thủ 29 tuổi nhận được tại Man United để trung vệ này yên tâm cống hiến cho đội bóng mới. Trong bối cảnh trung vệ Harry Maguire được cho là sẽ ra đi để được đá chính nhiều hơn, MU đã có động thái tìm người thay thế thủ quân 30 tuổi, và đó không phải là cái tên xa lạ, Pau Torres của Villarreal, mục tiêu từ hè năm ngoái của Quỷ Đỏ. Theo tờ Mirror, giá của thương vụ này sẽ rơi vào khoảng 55 đến 60 triệu euro. Việc bán Maguire cũng là một phần trong giai đoạn tái thiết đội hình tiếp theo dưới thời huấn luyện viên Ten Hag. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ buộc phải bán một số cái tên trước khi tăng cường lực lượng để không vi phạm luật công bằng tài chính mới của UEFA. Garnacho báo tin cực xấu cho người hâm mộ. Ngôi sao trẻ Alejandro Garnacho gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu trong một thời gian. Hôm 12 tháng 3, Man United tiếp đón Southampton với mục tiêu giành 3 điểm để xây chắc vị trí trong top 3 Premier League. Thế nhưng, Quỷ Đỏ không thể nào xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ và đánh chấp nhận kết quả hòa không đều. Đáng chú ý, Man United tổn thất lớn khi Casemiro bị đuổi khỏi sân từ phút 32. Theo quy định, vì là tấm thẻ đỏ trực tiếp thứ 2 trong mùa này, Casemiro sẽ bị treo giò 4 trận kế tiếp ở giải quốc nội. Ngoài ra, người hâm mộ MU còn bắt gặp hình ảnh Alejandro Garnacho phải dùng nạng lê bước khó nhọc rời khỏi sân Old Trafford. Khi được hỏi về tình trạng của Garnacho, huấn luyện viên Ten Hag cho hay, cậu ấy đi khập khiễng sau một pha vào bóng không tốt của đối thủ. Sau cùng, tôi không muốn mạo hiểm, tôi nghĩ tình trạng của Garnacho không quá tệ. Tuy nhiên, tình hình của Garnacho xấu hơn dự kiến. Mới nhất, trang chủ Man United xác nhận, Garnacho chắc chắn bỏ lỡ các trận đấu sắp tới gặp Real Betis ở lượt về vòng 16 đội Europa League và Fulham tại tứ kết FA Cup. Dù vậy, chưa rõ khi nào Garnacho mới có thể trở lại. Theo tờ People's Person, cầu thủ này có thể vắng mặt tới 6 tuần. Chưa dừng lại ở đây, Garnacho xác nhận không thể lên tuyển Argentina ở đợt tập trung quốc tế tháng này. Hay nói cách khác, Garnacho chính thức rút lui khỏi đội tuyển. Trên trang cá nhân, tài năng trưởng thành từ lò đào tạo Atletico Madrid cho hay, thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Thật không may, tôi sẽ không thể giúp đỡ đội bóng và các đồng đội của mình trong các trận đấu sắp tới. Đó là một phần rất quan trọng của mùa giải đối với Manchester United. Tôi thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội được sát cánh cùng các đồng đội ở tuyển quốc gia Argentina trong một khoảnh khắc tuyệt vời và đáng tự hào đối với tôi và gia đình. Nhưng đây là một phần của bóng đá và nghề nghiệp của chúng tôi. Tôi đã tập trung vào việc hồi phục. Chúa đã dạy tôi không bao giờ bỏ cuộc và tôi sẽ đảm bảo rằng mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hồi đầu tháng, huấn luyện viên Lionel Scaloni một lần nữa triệu tập Garnacho lên tuyển. Trước World Cup 2022, Garnacho có cơ hội tập luyện cùng Lionel Messi nhưng không được sử dụng trong các trận vòng loại World Cup 2022. Tại giải đấu trên đất Qatar, Garnacho cũng không có tên. Với việc đang chơi ấn tượng tại sân Old Trafford, ngôi sao trẻ MU được dự đoán có nhiều khả năng ra mắt tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ước muốn của Garnacho sớm bị dập tắt bởi ca chấn thương vừa qua. Cầu thủ trẻ sinh năm 2004 bước ra ánh sáng mùa này. Sự xuất sắc của tài năng trẻ người Argentina giúp anh được nhiều câu lạc bộ lớn quan tâm. Real Madrid thậm chí lên kế hoạch chiêu mộ Garnacho. Tuy nhiên, Man United không có lý do gì để bán Garnacho. Họ được cho là sắp đạt thỏa thuận hợp đồng mới với tài năng trẻ này.